Mình biết là có thể làm video này sẽ loanh quanh còn mất Facebook, nhưng đợt trước mình bóc phốt một bạn ở trên nhóm hội review nước hoa có tâm. Thì ở trên đấy mình bóc phốt một bạn thì xong rồi mình bị mất Facebook luôn. Nhưng mà đợt này mình đã bảo mật rất là kỹ càng rồi, nên là ông ấy có xem được thì thôi, coi như là đen thôi nhá. Lô, xin chào các bạn quay trở lại với YouTube của mình. Như tiêu đề thì ngày hôm nay mình sẽ cập nhật cho các bạn các hình thức bán fake mới xuất hiện gần đây, mà đặc biệt là mình cũng đã gặp một trường hợp lừa mình mua fake. Cụ thể như thế nào thì chúng ta cùng nhau theo dõi trong video này nhá. Trước khi vào các hình thức bán nước hoa fake thì mình đã có một cái video chắc phải được tầm 100.000 view về việc là phân biệt nước hoa out và fake. Về cơ bản thì nó vẫn trên những cái yếu tố như vậy, nhưng mà chắc là do người bán fake cũng cập nhật, cũng xem video đấy nên là họ cũng đã có một vài cái thủ thuật cũng như là một vài cái biện pháp để có thể bán được nhiều hàng hơn. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Và nếu như bạn chưa xem video đấy thì mình sẽ gắn cái video ở trên này để các bạn dễ theo dõi nhá. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với cái hình thức đầu tiên, đó là việc là các bạn sẽ thấy nhiều cái tiêu đề như là trả mặt bằng, hay là chồng em đi Pháp, gia đình em đi Pháp nên là cần bán xả lỗ những chai nước hoa này để có thể cùng với gia đình đi sang Pháp, hoặc là kiểu nghỉ bán trả cửa hàng các kiểu. Và ở đây thì các bạn sẽ thấy là những cái chai nước hoa đó thì toàn là những cái chai nước hoa quốc dân thôi. Bleu de Chanel, rồi Dior Sauvage. Của nữ thì có Gucci Bloom này, rồi Miss Dior các kiểu. Đó lại là những cái chai nước hoa rất là phổ biến trên thị trường quốc dân. Và những cái chai nước hoa đó thì được bán với cái giá xả lỗ loanh quanh tầm 599.000, 699.000, 799.000 và chắc là không quá cái giá 1 triệu đồng đâu. Và cái việc này thì mình nghĩ là nhiều bạn cũng đã chắc hẳn cũng gặp rất là nhiều rồi. Chạy quảng cáo trên Facebook này rồi TikTok các kiểu, nó xuất hiện rất nhiều. Và mình nghĩ là chỉ có những bạn nào tự đánh lừa bản thân thì người ta mới mua hàng ở đây. Còn mình nghĩ là kể cả một cái đứa trẻ chỉ cần 18 tuổi thôi, nó nhìn vào cái tiêu đề nó đủ hiểu đó là sản phẩm fake rồi. Còn đây thì nhiều khi nhiều bạn thế là mua về để bày cho nó đẹp chẳng hạn, mua kiểu có một cái tủ như này, mua chục chai fake về bày lên chả ai biết, đúng không? Chụp ảnh sống ảo thì ok. Cái hình thức này thì có lẽ rằng là không phải nói quá là nhiều, nó xuất hiện rất nhiều và tràn lan đại hải như lợn con. Có lại là đây là một cái hình thức bán quá là phổ biến và mình nghĩ rằng là chắc là các bạn cũng không phải dính vào cái hình thức này đâu. Cái hình thức thứ hai mà mình muốn nói ở đây mà ngay cả chính bản thân mình cũng bị gọi điện, đó chính là việc là sẽ có một người dùng cái số điện thoại nào đó gọi điện cho bạn và nói rằng là em ở cái sàn thương mại điện tử, em có nhận được cái thông báo về việc là khuyến mãi cho riêng cái số điện thoại của anh. Nếu như anh muốn nhận cái phần quà này là một cái chai nước hoa Bleu de Chanel chẳng hạn với cái giá là 299.000. Đấy, tại vì do anh đã tiêu ra sử dụng này, mua rồi này, chi trả rất là nhiều tiền trên các sàn thương mại điện tử như thế nào đấy thì anh được nhận cái phần quà này. Đây là chỉ ưu tiên này, bọn em gọi riêng cho anh thôi, không phải ai được như vậy đâu. Thì đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Thì anh có nhu cầu nhận được phần quà đấy không? Thì trước mình cũng có xem một cái video trên TikTok thì mình có hỏi là không biết là bạn ở bên shop nào hay là bạn ở bên nào mà để mình có thể đến tận nơi mình thử mùi. Thì bạn ấy bảo là không, bọn em là sàn thương mại điện tử nên là không có, bọn em đây chỉ là liên kết các sàn với nhau, liên kết các cửa hàng với nhau để trao cho anh phần quà. Mình bảo là không, tại vì anh cũng phải biết xem là cái sản phẩm đấy ở đâu để sau này anh còn mua ủng hộ chứ như đâu anh mua anh dùng hết rồi và anh muốn dùng tiếp thì không biết mua ở đâu với cái giá rẻ như thế. Thì sau một hồi vặn vẹo một lúc thì người ta dập máy và anh không có nhu cầu mua đâu, anh hỏi nhiều thế, thế là thôi dập máy luôn. Thì đây cũng là một cái hình thức mà mình nghĩ là sẽ đánh vào các bạn nào mà chưa có kinh nghiệm hoặc là các bạn ham rẻ, đặc biệt là những cái bạn ở những cái không phải những cái trung tâm, những cái nơi mà có nhiều gọi là trung tâm mua sắm ấy, thì việc các bạn dính phải những cái việc này, hay là các chị em kiểu tín đồ của những ngày sale như 11 tháng 11 này rồi sắp sửa đến Noel đến Tết thì cái việc dính như này nó rất là dễ và không hiểu sao lại lộ được thông tin, lộ được số điện thoại cũng như là địa chỉ luôn. Thì cái này mình nghĩ là các bạn nên tránh, cái này là một hình thức mới. Tóm lại là các bạn cũng đã trải qua vài cái hình thức lừa đảo kiểu như vậy thì đây cũng là một cái hình thức quá là bình thường. Cái hình thức thứ ba đó là dành cho những bạn nào hay dùng TikTok. Thời gian gần đây thì mình có xem được một cái kênh, không phải một mà là rất nhiều kênh TikTok, nhưng mà đều do một nhân vật, một anh rất đẹp trai livestream như này Đây, mình sẽ để đây. Các bạn có thích con này không? Đây là UchaMeo, một phiên bản nước hoa khá là sang trọng. Một phiên bản nước hoa với hương thơm nhẹ nhưng mà mát nhá. Con này thì lưu lướt là lâu đấy, độ tỏa hương thì xa nữa. Chốt cho anh em con này 599.000. Mình có clip trắng này. Clip trắng này cũng là bản unisex này, cả nam cả nữ đều phang được hết. Clip trắng nhá, 599.000 này. Bạn nào chốt đơn thì chụp màn hình lại, nhắn tin vào Zalo của mình ở dưới hình đại diện nhá. Thơm lắm, con này mát lắm các bạn ạ, mùi đỉnh đấy. Đó, và như đấy, một anh kiểu trông rất là đẹp dai, mắt còn kiểu ánh bạc luôn, bán nước hoa. Nhưng mà nước hoa ở đây có một cái điều rất là lạ, đó là ngày xưa ấy thì mình biết là anh ấy bán là hàng full, nhưng mà sau một thời gian thì chắc là lừa được nhiều gà nhưng mà cũng bị bóc phốt nhiều, nên là anh chuyển sang là bán cái loại mà đã dùng qua 10%, có nghĩa là chai nước hoa của anh ấy, là anh ấy nói rằng là chai nước hoa của anh ý đó là chai nước hoa đã qua sử dụng, còn 90% đó lại là gần như mới, nhưng mà bán với một cái giá là chỉ loanh quanh tầm 699.000, 799.000. Labo ấy, các bạn cứ search nước hoa một phát ở trên TikTok thì y như rằng các bạn sẽ được đề xuất cái video livestream của anh ý. Và ngoài ra thì còn có rất là nhiều cái tương tác với nhau, như kiểu là cào thẻ điện thoại này để có thể tương tác với khách hàng. Thì đấy là một cái hình thức lừa đảo mà mình nghĩ là cũng khá là mới và đánh vào cái tâm lý ham của rẻ. Các bạn sẽ bị lừa bởi một cái vấn đề là đây là chai nước hoa đã qua sử dụng rồi, đây là chai ao nhá. Mặc dù có một câu chuyện là những cái chai anh ấy livestream trên đấy anh cho xem thì đa số đều là những chai ao, nhưng mà khi mà ship hàng ấy thì mình đảm bảo các bạn rằng là đấy là chai fake. Và một cái vấn đề nữa mà nói lúc nào chắc nịch ở mồm, đó chính là các bạn có thể nhận hàng, các bạn check cảm thấy không thơm, các bạn hãy trả lại. Nhưng mà xin lỗi các bạn ạ, các bạn khi các bạn đã trả tiền ấy thì Ale hấp đố các bạn tìm được luôn, và các bạn cũng không thể nào chứng minh được là đấy là chai nước hoa fake, đúng không? Tại vì người ta bảo là người ta cam đoan đấy là ao, chúng ta là lấy cái gì ra để chứng minh? Các bạn không thể nào cầm chai nước hoa đấy ra hãng để có thể nhờ họ test cả, tại vì họ cũng không thể nào check cho bạn là nếu như các bạn không có bill mua sản phẩm của bên họ. Ở trong cái trường hợp này ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là giờ rất nhiều người comment mua hàng rồi chai này chỉ có 1 đến 2 chai thôi chẳng hạn, thì có rất nhiều người comment mua hàng, và y như rằng các bạn cần lấy 3 nick các bạn inbox thì lúc nào cũng còn hàng là các bạn mua đấy. Mặc dù còn 2 chai nhưng mà 3 người mua thì vẫn còn bán cả 3 chai, thì mình đảm bảo luôn đây chắc chắn là fake. Kiểu lừa đảo cuối cùng ở trong này đó chính là việc bán hàng rep 11, đó là hàng super fake. Hàng này thì so với hàng fake nó đến 90%, nhưng mà các bạn ạ, fake thì là fake và ao là ao, không có chuyện là super fake. Nó không như những đôi giày, như những cái bộ quần áo các bạn mặc đâu. Ok, các bạn có thể mua một cái chiếc áo Gucci fake chẳng hạn nhá, các bạn mặc lên nó chả làm sao, nó chả ảnh hưởng gì đến sức khỏe của bạn. Đó lại là những cái dân chơi, người ta nhìn, những người sành điệu người ta nhìn, người ta mới có thể biết được. Còn không thì nhiều khi các bạn mặc đồ fake, các bạn đi ô tô người ta tưởng các bạn mặc đồ xịn, đúng không? Nhưng mà riêng nước hoa ấy, cái đấy là một cái vô hình, các bạn chỉ có bản thân các bạn ngửi được và bản thân các bạn biết hàng nó như thế nào. Và có một cái yếu tố nữa, đó là cái này nó ảnh hưởng đến sức khỏe, tại vì các bạn xịt thẳng lên da. Các bạn đi một đôi giày fake thì nó cũng chỉ đau chân, cùng lắm là như vậy. Nhưng mà khi các bạn xịt một chai nước hoa fake lên da thì không biết được là hậu quả của nó như nào, tại vì chính bản thân các bạn cũng không biết, đến cả người bán cũng không biết là trong chai nước hoa đấy có cái gì, liệu nó có ảnh hưởng đến da của bạn không. Nhiều trường hợp là xịt vào nhá, nó còn bị viêm da đủ các kiểu cơ, rất là khó chữa. Tự nhiên đi mua một chai nước hoa fake mấy trăm nghìn về đi chữa bệnh mất mấy triệu đồng, đúng không? Thì riêng cái vấn đề xịt nước hoa hay là những cái mà các bạn để đắp vào người nó ảnh hưởng trực tiếp đến da các bạn, đến cơ thể các bạn đấy, thì mình nghĩ là các bạn nên chọn hàng chuẩn, chứ đừng mua những cái hàng super fake. Super fake thì nó cũng chỉ là fake thôi. Bên cạnh đó còn rất nhiều những cái content bán hàng đại khái là những cái chai mini của Le Labo, những cái chai 10ml này, hay là những cái loại vial, hay là đơn giản là những cái chai chiết trông rất là kiểu xịn sò giống của hãng, nhưng mà lại nhiều khi Le Labo lại có siêu này, rồi những cái hãng họ làm ra những cái chai toàn size giống nhau, tất cả những cái hãng khác nhau nhưng mà lại làm chung một cái size. Thì những cái này mình cũng không thể nào tập hợp hết được cho bạn, nhưng các bạn đấy là mình nói qua để cho các bạn nắm được. Tốt nhất thì các bạn nên chọn cho mình một cái nơi mua nước hoa uy tín. Nếu như các bạn không biết lựa chọn ở đâu thì hãy ra trung tâm thương mại, hoặc là các bạn order thẳng từ hãng, từ những cái trên trang web của hãng ấy. Nó ship về đây hơi lâu một xíu thôi, nhưng mà nó vẫn đã đảm bảo. Hoặc là mua ở những cái nơi như kiểu Sephora, hay là những cái nơi kiểu Duty Free, hay là Ireland này. Ireland cũng là một nơi nhập thẳng từ Sephora, từ Duty Free về. Và những cái cửa hàng chính hãng ở Việt Nam thì các bạn có thể nhận được những cái sản phẩm tốt nhất, chính hãng nhất và có thể yên tâm nhất. Chứ lúc nào nó nơm nớp, nó lo sợ rằng là sản phẩm của mình là sản phẩm không chuẩn thì xịt đến người nó không được tự tin ấy. Và nếu như các bạn thấy video này hay, bổ ích thì đừng quên việc like và chia sẻ video để nhiều người biết tới hơn, để tránh việc là mua được ảnh nước hoa fake vừa tốn tiền và lại vừa ảnh hưởng đến sức khỏe các bạn. Và nhớ ấn nút chuông theo dõi để có thể nhận được nhiều video mới hơn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.